Xin chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta đã quay trở lại với channel. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip để mà giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm mới. Đây là một thương hiệu tới từ Baramax. Thì nhắc tới Baramax thì chắc rằng mọi người chúng ta không còn lạ gì nữa, bởi vì đây là một cái thương hiệu đã có mặt ở tại thị trường Việt Nam của chúng ta cũng rất là lâu rồi. Dòng Baramax thì nó cũng có dòng quân khúc thấp và cũng có nhiều dòng quân khúc cao. Ví dụ như có những cặp loa của Baramax thì nó đạt tới cái giá đâu đó khoảng tầm 20-30 triệu một cặp loa cũng có. Mà có những cặp loa Baramax đâu đó nó khoảng tầm chỉ có 5-6 triệu gì đó cũng có. Nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng lựa chọn những cái dòng cao cấp, dòng rồ của Baramax thì về cái chất âm và âm thanh của nó cho ra rất là tốt. Nếu như mọi người chúng ta đã từng sử dụng những cặp loa 20-30 triệu rồi thì chắc chắn là mọi người chúng ta sẽ rất là mê về cái âm thanh của nó. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chúng ta phải chờ lâu nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng tham khảo qua về cái dòng sản phẩm này ha. Ok, thì trước mặt mọi người đây là cái dòng sản phẩm mà mình muốn giới thiệu tới mọi người. Đó chính là dòng Baramax Pro D30. Lúc trước thì bên mình có làm cái dòng Baramax MX320. Thì những quý khách hàng của Thiên Vũ và cũng như là những quý khách hàng đã có theo dõi kênh Thiên Vũ thì thấy lúc trước bên mình review dòng đó rất là nhiều và cũng được khách hàng đánh giá về cái chất âm và cũng như cái tầm giá của dòng đó rất là ok. Và sau một quá trình bên mình bán dòng đó thì nhà hàng cũng được một thời gian thì nhà hàng đã ngưng sản xuất, và cho tới nay thì nhà hàng cho ra những dòng sản phẩm mới, đó chính là dòng Baramax Pro D30. Thì cái sự cải tiến của thằng này đó chính là cái các cái sao tiếng cũng như là cái bộ effect của nó cho ra ok hơn so với là dòng MX320. Về cái phần mềm, cái giao diện phần mềm nó cũng được thay đổi đó. Mình là một kỹ thuật á, khi mình nhìn vào một cái giao diện như vậy mình rất là thích, cũng rất là hài lòng với cái giao diện của cái dòng sản phẩm mới này. Thì như quý khách hàng của Thiên Vũ thì thường thấy rằng là bên Thiên Vũ bán rất là ít sản phẩm về vấn đề vang số, tức là không có quá nhiều các cái mạ. Nằm đâu đó khoảng tầm là 3-4 dòng gì đó khi được Thiên Vũ tuyển chọn rồi test này kia thấy ok, rồi khi đó là mới bán ra cho khách hàng, chứ không bán đại trà quá nhiều các cái mạ sản phẩm. Thì như vậy thì sẽ làm cho khách hàng sẽ bị rối. Đó, cho nên là bên mình cũng hạn chế hết mức có thể và chú tâm vào vấn đề là tìm những dòng sản phẩm tối ưu nhất có thể và những dòng sản phẩm nó đạt được cái yêu cầu theo bên mình đặt ra, thì khi đó bên mình mới kinh doanh và bán lại cho khách hàng. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu về các cái tính năng được tích hợp trên dòng vang số này và cũng như là các cái tool được tích hợp trong này. Rồi một lát nữa mình sẽ mở máy tính lên để mọi người chúng ta cùng xem cái phần mềm bên trong của cái dòng sản phẩm này mọi người ha. Và đây là phần mặt trước của chiếc vang số. Thì cái khuyết điểm này thì nó sẽ cái dòng mới này á, là nó không có hai cái tai hai bên này. Thì trường hợp khi mà chúng ta muốn lắp vào tủ rắc này kia thì nó hơi rắc rối một chút, rồi họ chúng ta phải chế thêm một cái tai nữa thì chúng ta lắp vào tủ rắc thì nó mới tiện dụng. Còn trường hợp như gia đình thì chúng ta thông thường thì chúng ta lắp đặt chúng ta sẽ chồng lên nhau như vậy. Đó, chúng ta cũng không có cần phải một cái tai như thế này. Đó, cho nên là cái vấn đề này thì cứ mọi người chúng ta có một cái cảm nhận. Đây là phần mặt trước và đây là cái hệ thống nút để chúng ta tinh chỉnh setup bằng tay. Ngoài ra nữa thì nó cũng thông dụng như các cái dòng vang số khác. Đó là sẽ có là một nút để mà chúng ta lớn nhỏ music, rồi micro, rồi lớn nhỏ phần effect. Đó, và đây là cái control để chúng ta setup này. Đó. Và đây sẽ có gồm có 4 mode. Đó, 1 2 3 và 4 thì chúng ta có thể set sẵn và chúng ta có thể bấm nhanh. Ví dụ như là mode thứ nhất là mình setup là cho chuyên dụng cho nghe nhạc, hoặc là thứ hai chuyên dụng karaoke thì chúng ta có thể thao tác bấm nhanh ở phía trước này. Thì ngoài ra nữa thì dòng này nó cũng có remote để chúng ta có thể là bấm từ xa được. Và đây là cái phần phía sau của sản phẩm. Thì về phần các cái ngõ out thì nó cũng thông dụng như các dòng vang số khác, bao gồm hai đường main left right và một ngõ center, một ngõ sub, rồi là một ngõ surround left right. Đó, và sẽ bao gồm đó là một ngõ sub và một ngõ center được out bằng cộng bông sen. In thì nó sẽ có là in 1 và in 2 bằng analog. Về digital thì nó sẽ có in là optical và coaxial. Và micro thì dòng này thì được tích hợp là 4 ngõ micro.
1, 2, 3, 3 và 4 và sẽ được bao gồm là hai nút gain cho 4 cái micro này. Và bây giờ thì mình sẽ cắm và kết nối với máy tính để mọi người chúng ta cùng tham khảo và nhìn cái giao diện và những cái tone được tích hợp trong dòng sản phẩm này ha. Ok, thì đây là cái giao diện của cái phần mềm của vang số này. Thì nó cũng thông dụng như các cái dòng vang số khác thôi mọi người. Thì bao gồm có là phần Music, rồi Dynamic EQ, rồi là phần Mix 1 và Mix 2 có equalizer riêng tinh chỉnh cho từng channel. Đó, và phần Effect, rồi là phần Main, rồi Surround, Center và Surround. Đó, thì cái equalizer thì được tích hợp đó là sử dụng equalizer parametric và được tích hợp là 15 cần để chúng ta có thể tinh chỉnh các cái tần số dư hoặc là thiếu. Đó. Thì với cái 15 cần equalizer như thế này thì cũng khá là đầy đủ mọi người. Còn có những dòng vang số nó, dòng tầm khuôn khúc thấp thì nó không, đâu đó khoảng tầm 10 hoặc là 8 gì đó. Còn cái này được tích hợp tới 15 thì cũng rất là ok. Phần micro thì được tích hợp lên tới là 20 luôn. Đó. Mình sẽ reset mọi người chúng ta không thấy. Phần micro thì thông thường chúng ta sẽ tinh chỉnh nhiều, cho nên là micro thì nhà hàng tích hợp lên tới là 20 cần để chúng ta tinh chỉnh các cái tần số cho nó tiện dụng, và mix 2 cũng vậy. Và cái phần effect cũng vậy, thì cái này có là echo A và echo B để chúng ta có thể là phối hợp trộn lẫn echo này kia cho từng cái nhu cầu mà chúng ta muốn sử dụng. Và reverb, cái hay của thằng này thì mình thích ở chỗ là phần echo nó cũng có equalizer riêng cho từng phần, và reverb thì nó cũng có phần equalizer riêng. Còn đa số một số dòng thì sẽ equalizer sẽ tích hợp giữa reverb và echo sẽ hai trong một luôn, cho nên là đôi khi mình muốn là cắt cái tần số reverb làm sao cho nó ok, cho nó phù hợp thì nó sẽ hơi phức tạp một chút và nó sẽ hơi khó cho vấn đề là chúng ta tinh chỉnh, nó không được tối ưu lắm. Còn dòng này thì nó là một dòng cũng khá là chuyên nghiệp, cho nên là đều có phần equalizer riêng cho từng chế độ. Đây là một cái lợi thế của nó. Về phần micro thì nó cũng có noise gate đó đầy đủ, rồi có limited, rồi attack time, rồi là relay hoặc là radio này kia đầy đủ như những cái dòng vang số khác. Và một cái hay nữa đó là dòng này được tích hợp đó là phần off function. Thì đây là cái phần mà user EQ limited. Thì tác dụng của nó là làm gì? Chúng ta hiểu rằng limited là để giới hạn âm thanh vượt được quá ngưỡng. Còn cái phần này nó giúp cái gì? Tức là giới hạn cái tần số mà chúng ta muốn nó, chúng ta không cho nó vượt quá ngưỡng. Ví dụ như cái phần bass này mình muốn limited lại, mình hạn chế làm sao để cho nó không vượt quá ngưỡng, làm cho cái loa của chúng ta nó bị vỡ tiếng hoặc này kia, hoặc là chúng ta muốn ưu tiên hoặc là nâng cái tần số bass này lên thì chúng ta có thể điều chỉnh ở đây. Về phần mix cũng như là phần chép cũng vậy. Đấy, cái này là cái mà mình rất là thích. Đó, trường hợp mà chúng ta lỡ tay mở quá lố này kia, cái tiếng bass chúng ta nó quá lớn này kia, nó làm cho vỡ loa, thì cái phần user EQ limited này nó sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được cái đó, và nó cũng giúp là cải thiện cái tiếng bass và ưu tiên cho cái tần số đó được nội trội hơn. Đó là cái phần mà mình rất là thích trong cái dòng vang số này. Còn về cái chất âm thì mình đã test qua rồi, như lúc này mình đã có nói thì mình trước khi bán vào dòng sản phẩm nào đó thì mình cũng đã có test qua này kia, thấy nó ok, khi đó thì mình mới review và bán nó cho mọi người. Và một lát ở đây thì mình sẽ ca thử một bài để mọi người chúng ta cùng nghe cái chất âm cũng như là cái effect khi được thay đổi của cái dòng sản phẩm này nó cho ra như thế nào, nó có hay hơn so với cái dòng MX3 hay không, hồi trước hay không. Thì đây là một cái cải tiến mới của dòng Baramax. Rồi thì mình sẽ giới thiệu tổng quan sơ qua như vậy thôi. Về phần mềm thì ví dụ như quý vị nào chúng ta muốn tìm hiểu rõ hơn thì có thể là gọi tới số hotline rồi bên mình sẽ cấp phần mềm cho này kia để chúng ta có thể tìm hiểu, chúng ta tham khảo về các cái chức năng chi tiết trong cái dòng này. Bây giờ thì mình sẽ hát và test thử một đoạn để mọi người chúng ta cùng nghe thử ha. Anh hỡi đến một hạnh phúc lứa đời, xin hãy giữ trọn cánh chim thương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng nát tan. Đường bay giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy.
Ok, thì vừa rồi thì mình đã có giới thiệu sơ lược về cái dòng sản phẩm mới này và cũng đã có test thử một bài hát. Thì không biết mọi người chúng ta nghe, chúng ta cảm nhận như thế nào? Còn thực chất thì khi mình thực tế mình ở đây, mình nghe thực tế, mình trải nghiệm cái chất âm của nó thì nó cho ra rất là ok và mình rất là hài lòng với cái dòng sản phẩm này. Thì mọi người nếu có thời gian thì chúng ta có thể là ghé bên Thiên Vũ để chúng ta nghe thực tế, chúng ta trải nghiệm thực tế, thì lúc đó chúng ta lại tiếp tục đánh giá tiếp mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ dừng clip ở đây, thì nếu mọi người thấy ok thì cho mình một like, share, subscribe và xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye.